xa phai. Mỗi ngày như thế, em đều dùng cảm xúc ao để tìm niềm vui. Chạy theo những xa hoa phù du, tàn trò qua đêm em vẫn chưa về. Có lẽ đêm nay sẽ là đêm cuối mà anh đi về em thôi. Anh phải đi rồi.
hai đứa trẻ tổn thương. Bề ngoài như có tất cả, nhưng bình yên thì luôn lạc đường. Có kẻ cũng chẳng ai hiểu, những mất mát cả hai phải chịu. Có lẽ cũng chính vì vậy mà càng trưởng thành thì nỗi đau càng lại nhiều. Anh thử biết tuổi thơ của em đã không còn đường bất hạnh hơn. Em cũng hiểu nỗi ám ảnh của cuộc đời anh chính là cô đơn. Và mình đã hứa sẽ dắt tay nhau vượt qua quá khứ và tuổi hờn. Cuối cùng thì sao? Hy vọng chết cuộc nỗi đau chứ không lớn. Trưởng thành thì nỗi đau càng lại nhiều. Anh thừa biết tuổi thơ của em đã không còn đường bất hạnh hơn. Em cũng hiểu nỗi ám ảnh của cuộc đời anh chính là cô đơn. Và mình đã hứa sẽ dắt tay nhau vượt qua quá khứ và tuổi hờn. Cuối cùng thì sao? Hy vọng chết một nỗi đau chứ không lớn. Anh đã trải đôi sóng gió để có một tương lai. Em cũng không còn trẻ để hoài bắt đầu lại. Nhưng thật sự đã quá rõ con tim mình thương ai. Sao không cho nó một cơ hội gối đầu bên bình yên lâu dài? Thế thôi, anh rút chuyện nhìn giờ đây đã khác rồi. Vì chỉ của anh trong em sau thời gian ngắn sẽ có người khác thôi. Chỉ là đôi khi anh nhớ, để nhớ một vài kỷ niệm. Từng hành hạ tâm trí bằng nhiều biến cảnh do chính bản thân suy nghĩ. Anh đã trải đôi sóng gió để có một tương lai. Em cũng không còn trẻ để hoài bắt đầu lại. Nhưng thật sự đã quá rõ con tim mình thương ai. Sao không cho nó một cơ hội gối đầu bên bình yên lâu dài? Nói thế thôi, anh biết chuyện mình giờ đây đã khác rồi. Vị trí của anh trong em sau thời gian ngắn sẽ có người khác thôi. Chỉ là đôi khi anh nhớ tiếc nuối một vài kỷ niệm. Từng hành hạ tâm trí bằng nhiều viễn cảnh do chính bản thân suy nghĩ.
những đó chắc anh cũng biết. Nhưng ngày hôm nay mình rất thất vọng. Không phải vì anh là một thằng diễn hồn, mà vì anh đã lừa dối em. Anh có biết con gái sợ nhất là điều gì không? Sợ nhất là mình bị lừa dối. Chỉ là gì vậy? Nhẹ nhàng.